ngày 30 tháng 10, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đang giữ hình sự đối tượng Phan Văn Ngọc 34 tuổi, ngụ thôn Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 12 giờ 30 ngày 26 tháng 10, Ngọc cùng người game thủ tên là Lục ăn nhậu ở thôn Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Khoảng 1 giờ sau, cả hai rời khỏi sao đồng để câu cá. Trong lúc câu cá thì em Nguyễn Quỳnh Hoa tên đã thay đổi, 10 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, và một người game thủ ra coi. Lúc này, Ngọc nảy sinh ý muốn giở trò đòi game thủ với nhỏ bé Quỳnh Hoa nên nói chuyện. Sau đó, Ngọc dụ nhỏ bé Quỳnh Hoa đi qua vườn chuối kế bên để câu cá. Khi vừa tới nơi, người nam nhi dùng vũ lực khống chế đe dọa nhỏ bé gái 10 tuổi. Sau đó, Ngọc thực hiện hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của nhỏ bé Quỳnh Hoa. Bé gái 10 tuổi khóc và đòi về nhà thì Ngọc vội thả nhỏ bé ra. Bé Quỳnh Hoa về tới nhà kể lại câu chuyện Ngọc sờ vào bộ phận sinh dục ở vườn chuối cho gia đình. Bức xúc, gia đình dắt nhỏ bé tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai nhỏ bé Quỳnh Hoa có sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an mời Ngọc về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, người nam nhi khai nhận hành vi tội tình của mình.